Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dư luận không tin sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành. Ngày 3 tháng 6, AFA tiếng Việt bình luận sư Thích Minh Tuệ tự nguyện hay bị ép buộc dừng bộ hành. Theo đó, thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ trong ngày 3 tháng 6 xác nhận ông Lê Anh Tú, tức sư Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng cuộc đi bộ để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội. Dư luận không tin vào chữ tự nguyện từ Ban Tôn giáo Chính phủ được báo chí nhà nước loan tải bởi ở Việt Nam có rất nhiều trường hợp gọi là bị ép buộc tự nguyện. AFA dẫn lời Nico Diệu Hạnh nói rằng làm gì có chuyện tự nguyện. Theo em, công an đã hăm dọa yêu cầu thầy phải dừng bộ hành. Mà dừng bộ hành với thầy Minh Tuệ nghĩa là bắt thầy dừng tu theo cách của thầy. Như vậy là không có tự do tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng. Sắp tới còn có chuyện quản lý tăng ni Phật tử bằng phần mềm. Càng chứng tỏ sư thầy không được tự do tu tập. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. AFA cũng dẫn ý kiến của một người dân Sài Gòn cho rằng điều được bàn tán nhiều là chữ tự nguyện với truyền thống cách mạng bí ẩn của nó. Từ chuyện Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú cho đến chuyện Trương Duy Nhất tự nguyện đi từ Thái Lan về. Đó là chưa nói, sau thời 1975, dân miền Nam tự nguyện đi kinh tế mới, tự nguyện nộp vàng đi bán chính thức. Cứ lấy lịch sử của chữ tự nguyện, màu xã hội chủ nghĩa, ai cũng có thể cảm nhận sâu sắc về chuyện dừng bộ hành của sư Minh Tuệ đầy tính tự nguyện. AFA nhận xét, chính quyền Việt Nam lâu nay được cho là sợ đám đông tụ tập, nên dùng mọi cách để giải tán đám đông, cho dù đó chỉ là một chương trình lễ hội âm nhạc không liên quan đến chính trị. Dư luận còn nhớ sự kiện xảy ra hôm 10 tháng 9 năm 2019, đám đông hâm mộ đi đón nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook đã bị cảnh sát cơ động hú còi báo động, sử dụng bình chữa cháy xịt thẳng vào đám đông. Cảnh sát còn dùng dùi cui chích điện để trấn áp, giải tán, khiến người dân ngỡ ngàng. Hay luật biểu tình và luật lập hội nhiều lần bị loại khỏi nghị trình quốc hội với lý do tạm hoãn vì cần chuẩn bị kỹ hơn. Cho dù là quyền biểu tình và quyền lập hội là hai trong số các quyền cơ bản của công dân, được ghi trong Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Hai quyền này cũng được quy định trong Điều 19 và Điều 21 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ. AFA tiếp tục dẫn nhận định của luật sư Nguyễn Văn Miến cho rằng, ở Việt Nam, tất cả những hoạt động gây ảnh hưởng đến số đông đều bị theo dõi rồi bị cấm đoán. Không cần ảnh hưởng gì lớn lao trên toàn xã hội, mà chỉ cần ảnh hưởng trên một địa phương nào đó là sẽ bị cấm đoán. Để phục vụ cho việc gọi là bảo vệ an ninh trật tự, chính quyền luôn luôn đề nghị người dân tự nguyện. Mà một khi đề nghị như vậy, thì chỉ là cách nói thôi, chứ mục đích là ép buộc. Theo AFA, ngoài việc đưa tin sư Thích Minh Tuệ tự nguyện ngừng bộ hành, truyền thông nhà nước mới đây cho hay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an phối hợp cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đào tạo thí điểm hoạt động phần mềm quản lý tăng ni Phật tử tại tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. Dự định sớm triển khai mở rộng cho cả nước nhằm quản lý hồ sơ người thụ giới, hồ sơ chuyển nội tỉnh, ngoại tỉnh, hồ sơ xuất gia. AFA dẫn quan điểm của một Phật tử, nói, có thể thấy rõ Giáo hội Phật giáo nhà nước được chọn làm chuột bạch để thử nghiệm phương thức kiểm soát chặt giới tăng ni như kiểu Trung Quốc, mà vốn tăng ni từ tỉnh A qua tỉnh B sẽ có xác nhận cho phép của các chùa nơi đi nơi đến, sẽ có hệ thống chấm điểm vân lời, bao gồm không giao du với chùa phản động, tăng ni phản động. Nếu vi phạm nhiều lần có thể bị cấm di chuyển ra khỏi chùa, sám hối trong một thời gian, hoặc nặng thì có thể bị trục xuất ra khỏi hệ thống Phật giáo. AFA cho biết thêm, truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội rằng đề nghị các tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam được giao sử dụng hệ thống quản lý tăng ni Phật tử phải hết sức chú ý, tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ bí mật cá nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Dư luận không tin sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành. Vì sao Huy Đức bị bắt? Ngày 2 tháng 6, một nguồn tin nội bộ cho biết Huy Đức bị bắt vì công kích Tô Lâm. Qua bài viết, một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi. Ngay sau khi Bộ Công an đưa ra dự thảo quy định kiểm soát việc buôn bán sở hữu các loại dao có lưỡi dài hơn 20 cm, nguồn tin nội bộ còn nhấn mạnh Tô Lâm ở thế mạnh như chẻ tre, nó có vạn đứa muốn nịnh để lập công. Bộ trưởng Tô Lâm trình dự luật về vũ khí bổ sung dao là vũ khí thô sơ. Vì Facebook của Huy Đức đã không còn hiển thị nên Thời báo.d trích giới thiệu bài viết này.
đã được Facebook Trương Huy Sang đăng ngày 26 tháng 5. Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi. Xem phim chưởng thì một đôi đũa, một lá bài trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí. Nếu tư duy quy đồng, mọi người là tội phạm, thì có lẽ có ngày chúng ta phải ăn bốc vì đũa là vũ khí nguy hiểm. Một giáo sư luật nói khi theo dõi những sửa đổi trong luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo giáo sư, cách quản lý hiệu quả và văn minh là quản lý hành vi sử dụng gắn liền với bối cảnh không gian, ví dụ như mang những công cụ ấy đến bến xe, ga tàu. Chứ bà bán phở, anh tỷ lô phải đeo cái giấy phép lủng lẳng ở cổ khi mưu sinh thì thật là nực cười. Quản lý từ sản xuất thì sẽ đẩy chi phí kinh doanh lên, mà nó chả có tác dụng gì khi làm bếp người ta choảng nhau. Rất đồng tình với giáo sư, nhưng tôi không chỉ tiếp cận vấn đề dưới góc độ pháp lý. Tôi suy nghĩ rất nhiều ở khía cạnh an ninh của người dân. Nếu định nghĩa như dự thảo, thì gia đình nào của Việt Nam, đặc biệt là nông dân, mà không có ít nhất một công cụ thuộc danh mục vũ khí thô sơ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định, Huy Đức trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Vài tuần trước, một vị lãnh đạo lão thành của ngành công an cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy bài báo đưa tin thanh tra Bộ Công an thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước. Và ông được một vị tướng về hưu giải thích đây là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Khi luật an ninh mạng đang được thảo luận, một số đại biểu và chuyên gia pháp lý đã nhìn thấy tình huống này. Công an có thể vào trong nhiều ngành, dù bằng tư duy quản trị quốc gia thông thường và hiểu biết của một người từng làm lãnh đạo ngành, không ai hình dung công an có thêm chức năng ấy. Chúng tôi hiểu được những khó khăn của các đại biểu quốc hội khi phản biện những chính sách, những luật do Bộ Công an trình. Ngay cả chúng tôi khi lên tiếng góp ý cho những chính sách của ngành công an cũng thường nhận được khá nhiều khuyến cáo. Nhưng quốc gia hưng vong, thất phu, hữu trách. Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc. Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng. Bộ trưởng Bộ Công an không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của Bộ Chính trị, chứ không để cho Bộ Chính trị trở thành con tin của ngành công an. Bộ Công an cũng không nên cấu trúc như hiện nay, mà nên tách chức năng điều tra ra khỏi lực lượng cảnh sát. Hình ảnh một kỳ họp Quốc hội Việt Nam. Quốc hội nên giám sát, đánh giá chủ trương đưa công an chính quy về xã. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không phải lực lượng công an đông mà đất nước an toàn hơn. Tôi tin nếu cắt giảm 2/3 và tăng lương lên gấp 3, không những an ninh sẽ được cải thiện mà hình ảnh người công an trong mắt người dân cũng sẽ đẹp hơn. Cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, dự án của ta hiện nay rất khó làm đúng. Rất ít ai ở trong hệ thống này đã từng ký tá mà dám tin rằng mình chưa làm gì sai. Hiện thực ấy đã khiến cho chỉ có rất ít người đang vận hành hệ thống này không phải sống trong sợ hãi. Không chỉ quan chức, nên tránh những điều luật khiến cho gần như mọi gia đình và phần lớn người dân đều có thể vi phạm. Đừng để thường dân cũng luôn phải nơm nớp bất an. Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi. Tôi tin là giờ đây, Đại tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ, chứ không phải tư duy như một người nắm chắc Bộ Công an, đặt quyền lợi của quốc gia lên trên lợi ích của ngành. Sau những năm tháng ngao ngán chứng kiến quan tham ăn không từ một cái gì, háo hức chờ những vụ bắt bớ, giờ đây cái đất nước cần là một giai đoạn thật sự thái bình, cần những sửa đổi về thể chế để sao cho quan có thể tử tế khi còn tại chức, dân có thể ngủ ngon khi nói và làm những điều ngay thẳng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vì sao Huy Đức bị bắt? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d